Xin chào đến tất cả mọi người. Mình đang ở trong phố đi bộ. Đấy, mọi người cùng với mình khám phá phố đi bộ nha. Tối thì là mọi người đi bộ như thế nào, nhưng mà tại bây giờ mình đến đây thì các bạn trong này xây dựng là bao nhiêu hộ gì đây, nhưng mà hiện tại bây giờ thì cái nhà thờ này thì được xây dựng là 1895, 1896 đấy. Đây, tiếp tục bây giờ mình nhìn lại đi bộ dọc theo cái phố này. Xa xa nó có một cái nhà thờ to đấy, một cái nhà thờ rất là to đấy. Bên tay phải mình là một cái nhà thờ rất là to đấy. Bây giờ đi tiếp tục di chuyển phố đi bộ đấy. Bên tay phải cũng là phố, đường thẳng đường này là phố đi bộ, dưới là cửa hàng bán đấy. Nhà thờ rất là to đấy, không biết xây dựng từ năm bao nhiêu đấy. Xây bằng gạch đỏ, kiến trúc rất cổ kính và xinh sang trọng. Đến một cái nhà thờ có một nối đường đi ô tô. Bao nhiêu giờ quy định
Bây giờ vừa rồi mình đã tham quan tổng quan thành phố, cái phố đi bộ cái thành phố này. Hiện tại giờ mình đang ở công viên, thì không nói một cái khoảng đất trống xung quanh này. Cây
Centrum, Rostock 19, 104, Rostock 44 km, giờ sân bay là 22 km. Rostock là đi 44 cây. Ra bên tàu, tàu điện mình đang đợi đây 7 phút nữa. Dự Hải Phòng.